Rồi. Xin chào. Hãy tự giới thiệu về mình nào. Bạn tên là gì? Nam. Cái gì Nam nhỉ? Tuấn Nam. Tuấn Nam gì? Tuấn Nam mình đây. Cái gì? Tuấn Nam mình đây. Tuấn Nam ơi, thế tên gọi ở nhà của bạn là gì? Nè Bi. Ơ? Tên gọi ở nhà của bạn là gì? Bi. Bi thật không? Mẹ hay gọi con bằng gì nhỉ? Bi, Bi, trẻ trai. Ben. Ben đẹp trai. Ồ, Ben đẹp trai rồi à? Thế đẹp trai mấy tuổi rồi? 2 tuổi. Thế đẹp trai 2 tuổi ơi. Thế đẹp trai có sở thích gì nhỉ? Con thích gì? Thích ô tô McQueen. Đâu đâu, giờ hình ô tô McQueen mẹ xem nào. Chào bạn ô tô này đi. Chào bạn ô tô này đi. Thế Ben đẹp trai, mẹ hỏi này, mình là con gì? Tên trai. À, con trai thì phải làm sao? Phải làm sao? Dũng gì? Dũng cảm. Gì nữa? Khỏe gì? Khỏe gì? Trả lời xong rồi mẹ cho chơi. Thế thôi. Khỏe chúc mạnh. Và mạnh gì? Mẹ khỏe. Mạnh gì nữa? Mạnh điểm hơn. Mạnh mẽ. Mẹ. Nói gì? Mẹ. Nói gì? To đi. Rõ gì? Nói gian. Đúng rồi, cái gì đây? Làm gì đây?